Tôi thấy người Trung Quốc càng ngày càng có vẻ ghét Mỹ. Liệu Đài Loan là một vấn đề hay là chiến dịch truyền thông của chính phủ Trung Quốc bài Mỹ bắt đầu giống Mỹ bài Trung Quốc bài Nga. Và thực tế thì những sự thật không thể chối cãi đúng không ạ? Nước Mỹ có đến một cái chiến dịch truyền thông khổng lồ nhắm vào Trung Quốc. À, trong đó thì uh, họ tung ra đến vài chục điểm chúng ta từng nói đi nói lại này đúng không ạ trong đó có những cái vấn đề đài loan đặc biệt nhất là vấn đề tân cương thế thì cái câu chuyện rằng là ông đánh qua bà đánh lại đúng không ạ gọi là người ta gọi là kỳ sở bất dục và vật gọi là thi ư nhân mình mà làm gì người khác thì đương nhiên là mình cũng phải chấp nhận cái việc người khác sẽ làm cái điều đó cho mình đấy là chuyện đương nhiên qua đó thì có thể nói người ta sẽ định nghĩa cái cách hành xử của mình người chơi đẹp với người khác thì hy vọng nhận lại những sự chơi đẹp của người khác đúng không ạ và họ chơi bẩn thì tất nhiên họ cũng sẽ phải kỳ vọng rằng là không ai có thể chơi đẹp với họ cả và việc trung quốc tiến hành cái việc đấy không thì về mặt logic là nó đương nhiên đúng không quý vị trung quốc thì coi mỹ cũng là kẻ thù hay là nói thẳng ra là đối thủ trực tiếp nước mỹ coi trung quốc cũng như vậy thì đương nhiên là nước mỹ làm chuyện đấy là đương nhiên chẳng qua là họ làm con nó đại khái nó có một cái gì đó nó quá đúng không ạ tức là họ tập trung quá vào cái việc là họ nói xấu trung quốc trung quốc tất nhiên sẽ nói xấu mỹ uh, nhưng mà chúng tôi không có tức là ý nói rằng là về mặt logic thì trung quốc sẽ làm như vậy và chắc chắn họ sẽ làm nhưng mà chúng tôi không có những cái thông tin để nói về việc là ở mỹ có một cái vùng đất nào đó mà người ta mổ nội tạng hay là người ta cưỡng bức lao động hay người ta đại khái người ta làm những gì như là trung quốc nói mỹ nói trung quốc đúng không ạ nhưng mà về logic thì chắc chắn là sẽ phải có và chuyện đấy là chuyện rất dễ để chấp nhận đấy thế cho nên là chẳng qua là chúng ta không có cái bằng chứng mà thôi đấy còn quý vị nào có thì mong cho chúng tôi được biết Thế nhưng bây giờ chúng ta thử để tưởng tượng lại là xem là Và tất nhiên nếu như điểm số 1 nó có thì người cái chính sách bài quốc gia kẻ thù thì sẽ khiến cho người dân người ta sẽ uh, bị theo cái luận điệu đó thôi. Đó chuyện đương nhiên đúng không ạ? Bây giờ chúng ta tưởng tượng rằng là trước đây thì người Mỹ cũng đã từng, từng dạng như kiểu bắt cóc cái quan chức hàng đầu của công ty Huawei đúng không, quý vị? Bây giờ tưởng tượng lại rằng là Trung Quốc bắt cóc Tim Cook, tổng giám đốc của Apple. Chúng ta nói hai cái đó để chúng ta thấy cái sự tương đương. Bắt cóc uh, tổng giám đốc Tim Cook, đúng không ạ, và gia đình của ông ấy. Rồi uh, cấm iPhone, cấm hoàn toàn iPhone ở trong nước. Và thậm chí là bắt các nước trong khối BRICS sẽ cấm iPhone, không sử dụng iPhone nữa. Đấy là chính là những cái điều mà nước Mỹ đã làm như vậy đối với lại Huawei. Đúng không quý vị. Chẳng qua nó là hình thức này, hình thức kia mà thôi. Thực tế thì bây giờ những cái lệnh cấm đó ở Mỹ nó vẫn còn nguyên hiệu lực. Đấy. Chúng ta hãy hiểu nó thoáng ra nhé. Chứ không phải là cứ cấm là cấm 100%. Mà thực tế thì nó qua những chính sách này, chính sách kia gây sức ép này, ép nọ. Chúng ta thấy những cái 5G, 5G, vân vân của Huawei không được phép triển khai các nước đồng minh của Mỹ. Bây giờ người Trung Quốc nói rằng là họ đến hòn đảo Hawaii của nước Mỹ, đúng không ạ? Họ bảo là các ông bây giờ phải độc lập và tôi sẽ viện trợ vũ khí và tài chính để các ông ly khai và độc lập khỏi Trung Quốc. Và trong trường hợp nước Mỹ mà đánh các ông thì chúng tôi sẽ bảo vệ cơ. Đúng không, quý vị? Thì đấy nó chính là những gì đang diễn ra của Mỹ với Đài Loan. Rồi sau đó hòn đảo này cứ làm được đồng tiền nào thì Trung Quốc sẽ bắt ép phải mua hết tất cả các vũ khí đến từ Trung Quốc. Rồi bây giờ Trung Quốc đưa hết tàu chiến các thứ để mà đến tuần tra ở vịnh Mexico và chĩa súng vào các loại tàu của Mỹ, đúng không ạ? Thậm chí cả những tàu dân sự và các loại tàu đại loại là các loại tàu và mua chuộc cái giới uh, gọi là chính trị gia của mexico đúng ạ để mà tiến hành những cái biện pháp pháp lý ở tòa án này tòa án kia liên hợp quốc này liên hợp quốc nọ để mà chống ảnh hưởng của trung quốc cũng như là liên quan tới uy tín của trung quốc rồi trung quốc tiến hành một chiến dịch tung hàng nghìn tỷ đúng ạ mua hết các cái công ty truyền thông trên thế giới rồi gọi là những cái bệnh hiv của người Mỹ, đấy là một loại virus Mỹ chứ không phải là HIV. Bởi vì Mỹ đã từng gọi Trung Quốc là gọi là Chinese đúng không ạ? Uh, virus ấy, đúng là virus của Trung Quốc. Bây giờ thì cái bệnh HIV nó từ Mỹ, thì Trung Quốc gọi đấy là không phải là HIV mà nó là cái virus Mỹ. Và tuyên bố rằng là Mỹ đã tiến hành một cái cuộc thanh trừng sắc tộc thảm sát nào đó trên quy mô lớn với những người dân ở bang nào đó toàn những cái người da đen hoặc là người uh, tây ban nha vân vân đại khái là những người uh, sắc tộc thiểu số đó chính là những điều mà mỹ đã làm đúng không ạ đã làm đối với lại cái vùng tân cương thì người mỹ có thể nói rằng là Ờ, các ông Trung Quốc các ông cứ yên tâm ở Đây là tôi chỉ nhắm vào chính phủ của Tập Cận Bình thôi Chứ còn người dân Trung Quốc thì chúng tôi rất là yêu thương Đại khái là rất là chân tình đấy, Và đây chỉ là chuyện giữa các chính phủ Mà bởi vì chính phủ của các người đã làm những việc tồi tệ Liên quan đến chuyện nhân quyền đến kiếp Đấy cho nên là chúng ta phải cùng nhau Đây là tôi đang giúp các người Và rất nhiều việc khác chúng ta không kể ra hết được Đúng không quý vị? Thì nói thật ra nếu mà nói kinh lời đấy Đối với lại những cái thế giới ở phương Tây thì có thể những người phương tây người ta tin bởi vì người ta đã bị tẩy não rồi đúng không ạ nhưng mà tôi không nghĩ rằng là người trung quốc người ta tin những cái điều như vậy cho nên là khi có những cái luận điệu như thế cộng với hàng chục điểm khác nữa thì chúng ta thấy người trung quốc họ là cái dạng người theo chủ nghĩa dân tộc đúng không ạ khi có một cái sự tấn công từ bên ngoài thì những người theo chủ nghĩa dân tộc người ta thường có xu hướng đoàn kết đứng sau chính phủ của mình Huống chi Trung Quốc lại là một cái chùm về các vấn đề theo chủ nghĩa hoài nghi. Đúng quý vị, nó không dễ dàng nó tin cái gì cả. Đấy, cho nên rõ ràng chúng ta thấy rằng là cái việc những cái chính sách bài Trung Quốc như thế này, thậm chí những cái thông tin về việc là có những cái chuyện đối xử mấy người gốc Trung Quốc ở Mỹ chả ra gì thời gian gần đây thì càng cho thấy người Trung Quốc là người theo cái chủ nghĩa dân tộc mà nó còn dữ dội hơn người Mỹ nhiều. Cho nên là những cái hành động như vậy nó nó làm cho người ta phản cảm đó, đúng không ạ? Và người ta càng có thể nói là người ta càng kiểu như càng càng cố kỵ hơn. Nói tóm lại là nó những cái hành động gây sức ép và tấn công như vậy sẽ khiến cho cái người Trung Quốc nó có tác dụng phản tác dụng. Không những người ta không chống chính phủ người ta mà người ta sẽ quay sang để người ta bài. đúng không? Tất nhiên người ta không thể chống được chính phủ Mỹ rồi. Thì người ta sang người ta bài thôi. Và đấy là cái tâm lý chúng ta thấy nó rất là bình thường. Ở nước Nga thì cũng vậy. Đúng không ạ? Chúng ta cứ để ý xem. Nếu như mà phương Tây càng tấn công vào cái hậu phương của nước Nga càng tấn công vào không gian truyền thông, giá trị sắc tộc, tôn giáo vân vân của đất nước ấy thì người dân Nga bây giờ người ta càng bài phương Tây. Đặc biệt ấy là nếu chúng ta để ý rằng nếu như mà nước Nga và nước Trung nó đang ở thế suy thì có khả năng những cái chiến dịch đấy nó có tác dụng, đúng không ạ? Thế nhưng mà bây giờ nó lại ở thế đang thịnh lên, cho nên là nó càng ngược lại. Nó nếu xã hội nó càng thịnh lên thì những cái lời mà chống đối nó càng có phản tác dụng. Quý vị cũng nhận đúng không ạ? ở việt nam chúng ta cũng thế thôi bây giờ chúng ta thấy rõ một điều rằng là uh, càng ngày thì cái việc mà người dân có ý thức về những cái việc là tấn công vào các vấn đề xã hội chính trị của chúng ta càng ngày càng khó bởi vì nhìn đi nhìn lại cuộc sống của chúng ta đã thay đổi so với thời gian vừa rồi những năm vừa qua nó rất nhiều bây giờ nói nó không thể tin được đúng không, quý vị đấy là chuyện mà nó còn lại thì những gì mà chúng ta nghe thấy nhiều người hay nói rằng là ở Việt Nam bây giờ tại sao lại mê Tây nhiều quá tôi không nghĩ vậy đâu các bạn nghe thấy điều đó cũng giống như các bạn nghe thấy những cái việc ở Việt Nam sao lại à, vấn đề an ninh xã hội tệ thế bắt cóc bắt kiếp vân vân không phải bởi vì bây giờ chúng ta có nhiều cái phương tiện truyền thông chúng ta tiếp cận được thông tin nhiều quá cho nên là nó cảm giác nhiều hơn ngày xưa đúng không ạ Chứ còn nói thật ra ngày xưa tình hình an ninh nó tồi tệ hơn bây giờ nhiều. Quý vị biết là à, những cái vùng tôi sống ngày xưa ấy, đi học thời cấp 3 ấy mà. Thì toàn là mấy ông ông đạp xe đạp đằng trước, đằng sau ông dắt mấy cái côn ở đằng sau lưng ấy. Đấy, cái côn mà tự chế đấy. Hoặc là mua bí mật ở đâu ấy. Quý vị nhớ côn nhị khúc không ạ? Cái thời mà người ta suốt ngày xem phim à, Hồng Kông, Lý Tiểu Long, ông nào cũng côn mới lại dao mới lại các kiểu dắt ở sau lưng, sau người đằng trước đạp cái xe đạp xong rồi phanh hết cúc áo ra để cho áo nó bay về đằng sau. Đấy, áo bay về đằng sau thì đi uh, đằng sau người nhìn thấy chết khiếp đúng không ạ? Đặc biệt là đi đêm đèn điếc soi vào lưng ông ấy thì thôi rồi luôn. Và kể cả trong những cái trường của tôi thôi, những cái vụ án mạng xảy ra như thế từ thời cái phổ thông ấy là không phải không có quý vị ạ, đánh nhau suốt ngày. Gần như ngày nào cũng có đánh nhau. Đấy mà đánh nhau toàn là hung khí, hung khí không chuyên nghiệp hoặc tự chế thôi rất là yên hùng nhưng bây giờ quý vị bảo làm gì có cái chuyện đấy đâu đúng không ạ kể cả có thì cực kỳ là ít luôn cho nên là ngày xưa làm gì ai có mạng facebook Ai có báo mạng để mà đọc nhiều như vậy nhưng mà bây giờ thì cứ hở một chuyện gì nhỏ ra thì người ta thổi phồng lên uh, từ một cái ca rất nhỏ thôi mà cảm giác như là đang có những mối đe dọa tới con em của mình ngay đúng không? Đấy là cái sức ép của truyền thông nó gây ra tâm lý nó như vậy. Cho nên là cuộc sống hiện đại thì bao giờ người ta cũng bị căng thẳng hơn. cả xã hội chúng ta đều căng thẳng hơn mặc dù những cái việc uh, mối đe dọa thì nó thấp hơn hẳn so với ngày xưa bởi vì chúng ta biết nhiều hơn chúng ta càng biết về tương lai đúng không ạ càng có nhiều kiến thức thì chúng ta càng sống trong một cái sự bồn chồn về tương lai quý vị ạ đấy chứ còn nếu như mà ở nhà quê quý vị bảo là có ai đi lo lắng là uh, 10 năm nữa tôi biết làm gì không người ta chả quan tâm người ta chỉ cần là mấy cái gốc cây rồi là ao cá đúng không ạ với con vịt con lợn thôi người ta chả quan tâm đến ngày mai là gì nhưng mà chúng ta thì lúc nào cũng phải lo tới chuyện 10 năm trước như nào và tất nhiên chúng ta bị stress hơn Đúng không ạ? À, có thể cơ thể chúng ta thì được ăn nhiều hơn nhưng mà cái tâm bệnh của chúng ta chắc chắn là nhiều hơn người ở nhà quê. Thì đó là những cái yếu tố tâm lý mà chúng ta thấy rất rõ thôi. Còn lại cái điều mà chúng ta nhìn thấy mà nhiều người nói bảo là thân phương Tây ấy thì nó đúng ở cái cạnh như này mình không thể là mình nói sai được. Có nghĩa là những đứa trẻ bây giờ thì nó sống ở cái thời đại này nó tiếp thu với lại truyền thông nhiều quá. Mà truyền thông thì chúng ta thấy rằng là phương Tây nó đầu tư. Đúng không ạ? À, như tôi nói quý vị ấy, là toàn bộ cái thế giới của đa cực người ta không có đầu tư truyền thông à, nói tóm lại nó cũng vấn đề là tiền thôi thì tiền chưa nhiều bằng đúng không ạ đấy của cải thì có thể nhiều nhưng mà tiền chưa nhiều bằng chưa có một chiến dịch truyền thông nào để nói về cái hay cái đẹp của những cái giá trị truyền thống thế nhưng mà những cái giá trị lai like căng thì người ta được cái truyền thông phương tây nó tiếp cận rất nhiều tôi từng nói quý vị là ở trên youtube những cái youtuber nổi tiếng cả triệu người xem TikToker rồi các cái kênh toàn đi theo cái kiểu là coi những cái văn hóa của phương Tây nó là một cái điều như là rất là hay và nhân loại phải hướng tới cái đó đúng không ạ? Thậm chí cả những cái việc tèn đến ten rồi cái này cái kia xyz cứ đem khơi khơi bô bô và có cái ý su thế cổ vũ cái điều đó thì cái đấy nó là một cái mà giới trẻ nó rất dễ là nó thích nghi bởi vì bây giờ giới trẻ nó được nó tự ban cho nó cái quyền để mà làm cái việc đó và thứ hai nữa là nó nghĩ những cái khuôn khổ, những cái giá trị truyền thống nó không quan trọng, nó là cổ hủ đúng không ạ? Nó không nó là cái gì đấy nó đi kèm với cái việc là thiếu hiểu biết. Đấy, còn nếu như mà đi theo những trào lưu mới là những thứ hiểu biết nhanh nhạy, thời thượng cho nên là có rất nhiều những cái thứ về cái đó thì đó là một cái vấn đề chứ còn về nếu tính chung cả xã hội thì tôi lại không nghĩ như vậy bởi vì những cái đứa trẻ đấy thôi nếu nó có tuổi rồi thì nó lại bắt đầu nó khi nó lập gia đình ấy, thì nó lại phải nghĩ đúng không ạ nó phải nghĩ về vợ con gia đình chồng rồi là đặc biệt là con cái của nó những cái bậc cha mẹ ấy, kể cả có chuyện phóng túng bao nhiêu thì lại rất muốn đứa con của mình là những cái đứa con nghiêm túc đúng không, quý vị truyền thống cho nên là cái đó nó mang cái tính chất nó biểu hiện của cái giới trẻ à, nó có khá mang tính nhất thời nhưng nó lại kết hợp với cái việc là nó bị tấn công truyền thông quá nhiều à, trên mạng những cái quảng cáo liên quan đến chuyện giới tính nó đã xuất hiện rất nhiều ở việt nam đồng tính quảng cáo rất nhiều cái đó không phải ngẫu nhiên đúng không ạ cái đó là một vụ tấn công có chủ đích thế nhưng mà giới trẻ việt nam thì nghĩ rằng đó là một cái sự ngẫu nhiên đó là xu hướng thời thượng đấy chúng ta cứ lên cái trang Tinder nhá, à, cái quảng cáo của Tinder ở trên Facebook và trên Twitter, TikTok ấy, thì nó nhắm vào cái giới trẻ đúng không ạ và nó nhắm vào là cái giới LGBT cực kỳ nhiều luôn. Rồi ở trên không gian mạng của chúng ta có rất nhiều những uh, gọi là những em thanh niên đúng không ạ cũng nổi tiếng các thứ bàn về chuyện đó rất nhiệt huyết say mê và bàn về cái chuyện tèn tén ten nó một cách nó rất là cởi mở và cũng say mê à, người ta không không hiểu tại sao là người ta phải bàn như vậy đúng không, quý vị nhưng mà có vẻ bàn cái đó thì thể hiện mình là cái con người tự do mình suy nghĩ phóng khoáng mình là người thời thượng mình hiểu biết đúng không ạ mình là người đại khái là mình không câu nệ và coi đó là một cái biểu hiện của trí tuệ thông minh đấy thế nhưng mà chúng ta cứ thấy là những người đó mà lên tầm khoảng ba mươi tuổi thì lại rất là lo Ờ, tôi lại lo cho con cái của tôi bây giờ nó tiếp cận với thông tin thế này thế kia đúng không ạ nhưng mà ai cũng đã trải qua những cái thời kỳ như vậy và như vậy là chúng ta liên tưởng tới xã hội Việt Nam một tí và liên tưởng tới những cái vấn đề Trung Quốc rồi là Mỹ đúng không ạ và đó thực sự là một cái vấn đề nó hết sức tự nhiên xã hội nào thì không biết nhưng mà xã hội Trung Quốc và kể cả xã hội Việt Nam hay là như là xã hội Nga thì chúng ta thấy những cái vụ tấn công như vậy của phương Tây tuy nó ồ ạt thật nhưng mà càng ngày thì nó càng thiếu đi những cái sự tế nhị, đúng không ạ? Những cái nó khá là thô thiển cho nên là nó đã dễ dàng gây những cái phản ứng uh, tác dụng phụ, tác dụng ngược. Đó là người ta dẫn thấy một cái xu hướng bài phương Tây ở trong lòng của các nước uh, như là Nga và Trung Quốc. Đâu là những nền kinh tế hàng đầu thế giới năm 2024? và có rất nhiều cái chỉ số để chúng ta nói về những nền kinh tế hàng đầu đúng không ạ cái từ hàng đầu đó nhưng đây là câu hỏi rất hay bởi vì nó nói lên nhiều cái khía cạnh trong các nền kinh tế và nó bóc tách ra góc nhìn khác nhau đúng không ạ à, nếu mà nói về những cái nền kinh tế mà mình gọi là thịnh vượng ấy đúng không ạ thịnh vượng nhất thì có thể thấy là đa số là các nước cực kỳ ít dân À, các nước như là Luxembourg, Singapore, Ireland, Na Uy, Qatar. Là những nước mà dân nó rất là ít và thu nhập nó rất là cao, dẫn tới là cái thu nhập bình quân trên đầu người nó rất cao, đúng không ạ? Cho nên đây là những cái nước mà chúng ta gọi là thịnh vượng thì cái dấu hiệu của nó là cái nước nó rất là nhỏ và nó có rất nhiều tài nguyên hoặc là nó có những cái thứ ví dụ như Luxembourg thì nó là một cái trung tâm của toàn thể châu Âu và cái dân số nó siêu 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 nhỏ đấy dẫn tới là tự nhiên là chúng ta thấy chỉ vì vấn đề du lịch hoặc đặt trụ sở này thì kia thôi dựa trên số lượng người cực thấp thì nó đã lên rồi thì cái này nói thẳng ra nó chả có ý nghĩa gì cả đúng không ạ bởi vì tại sao nó không có ý nghĩa đối với việt nam hoặc đối với toàn thể thế giới bởi vì những cái quốc gia nhỏ như này thì nói thật ra là cái vai trò địa chính trị nó cũng không có quá tầm quan trọng nó không ảnh hưởng gì tới cái việc chúng ta hay bàn về địa chính trị nó cũng không thể làm cái hình mẫu để mà các quốc gia khác theo đuổi mà đặc biệt cái câu hỏi này nhấn tới điều đó đúng không ạ bởi vì là chúng ta gọi là cái nước mà thịnh vượng nhất mà đúng không ạ thì ví dụ như là việt nam chúng ta làm thế nào để thịnh vượng được như họ đúng không ạ thì chúng ta không thể đi theo mô hình luxembourg cũng không thể là singapore không thể là noa uy hay là qatar được cho nên là những quốc gia này cơ bản là bởi vì nó thịnh vượng nhất vì dân nó ít thôi thôi. đấy Nhưng mà cũng đáng để nói rằng đó là các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người lớn nhất thế giới. Những uh, nền kinh tế đây mới là quan trọng, đúng không ạ? Nền kinh tế có thể nói là một cái từ mạnh nhất thế giới. Mạnh nhất thế giới thì uh, chúng ta thường lấy những cái chỉ số um, liên quan đến chỉ số công nghiệp, đúng không ạ? Chỉ số công nghiệp um, uh, là nó biểu hiện bởi vì chúng ta gọi là phi thương bất phú phi công bất lực đấy đúng không ạ cho nên là cái chỉ số phát triển công nghiệp uh, cộng với lại thương mại nữa thì chúng ta thường nói đó là cái nền kinh tế mạnh nhất thế giới mạnh nhất thế giới thì uh, phương tây thì gọi là mỹ đúng không ạ còn trung quốc thì phương đông thì gọi trung quốc là mạnh nhất uh, mạnh uh, thứ ba là nga đúng không ạ bởi vì ngành công nghiệp của nga bây giờ càng ngày càng phát triển uh, nga đức nhật Đấy, như vậy chúng ta sẽ có là Trung Quốc này, Nga, Đức, Nhật, Mỹ đúng không ạ? Là những ngành, ngành ngành kinh tế mạnh nhất dựa trên chỉ số tốc độ phát triển công nghiệp. Thì cái yếu tố này rất là quan trọng bởi vì cái yếu tố mạnh mẽ này nó dựa trên một cái nền tảng cơ cấu của đất nước phát triển trên đường dài cho thấy rằng là cái tương lai của các quốc gia này sẽ phát triển và có cơ hội để phát triển nhanh và gây ảnh hưởng lớn đúng ạ? Bởi vì cái nền kinh tế nó dựa trên những cái vấn đề công nghiệp thương mại. À, công nghiệp thì tất nhiên là sản xuất ra nhiều sản phẩm và sản phẩm sản xuất nhiều thì tất nhiên là cái thương mại nó phát triển. Thì nó sẽ chi phối các cái vấn đề liên quan tới địa chính trị của thế giới. Và ở cái giá trị này thì giá trị sức mua ngang giá rất quan trọng cho nên chúng ta thấy rằng là bản thân người Nga Đúng không ạ? Đã vượt qua người Nhật và người Đức. Thế còn Ấn Độ thì cũng chưa phải là một cái quốc gia công nghiệp hóa sâu sắc. Họ chỉ đạt được một cái yếu tố là bởi vì là số dân nó quá cao thôi. Cho nên là nó không được ghi vào là mạnh nhất. Đấy. Gọi là đông nhất thì được nhưng mà mạnh nhất thì không thể. Đúng không ạ? Còn những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Lớn nhất như quý vị nhé. Quy mô lớn nhất. Nếu mà theo GDP bình thường thì chúng ta dễ dàng thấy đó là Mỹ đúng không ạ? Rồi Trung Quốc, rồi Ấn Độ, Nhật Bản, Đức đấy. Đấy là theo sức mua ở đây là theo cái GDP, đúng không ạ? Thế còn theo cái chỉ số PPP mà gọi là thế giới đa cực người ta sử dụng nhiều thì đó chính là Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga rồi đến Nhật Bản và Đức. Và cái PPP GDP theo cái PPP này thì nó cũng khá giống với lại cái mà chúng ta gọi là cái mạnh nhất đấy đúng không ạ? Tức là theo cái sức mạnh chỉ số công nghiệp. Nó khá tương đồng thôi, nó không tuyệt đối. Ngoài ra chúng ta có thể thấy một vài những yếu tố để mà người ta nói về nền kinh tế thì nó nó giống như cái việc mình nói về nhà nào là nhà giàu nhất, giàu mạnh nhất đúng không ạ? Đấy kiểu như vậy. Thì phải nói tới cái yếu tố nợ ấy. Nếu như một nhà một nhà nó có 1.000 tỷ nhưng mà nó nợ 2.000 tỷ Thì coi như nó không có gì mà nó lại còn âm đúng không, quý vị Còn một cái nhà mà nó 1 tỷ nhưng mà nó trả nợ cái gì mà thậm chí nó còn cho vay nợ nữa Đúng không ạ? Thì câu chuyện thằng đấy nó giàu hơn cái thằng 1.000 tỷ Đấy, thế là cái câu chuyện là chúng ta đưa những nền kinh tế mà ít nợ nần nhất vào cũng là một cái chỉ số để đáng tham khảo Nhưng mà trong đây thì nó chỉ số nó sẽ rất là khác biệt với lại những cái thứ này à, um... Tất nhiên là mình bỏ qua một vài những cái nước nó quá nhỏ, bởi vì thường các cái nước nhỏ này thì nợ người ta cũng rất là ít, bởi vì cái thu nhập trên đầu người của họ cũng là dạng rất là cao, có nghĩa là chỉ số thịnh vượng của xã hội nó rất cao, đúng không ạ? Và thường đi kèm việc nợ nần rất ít. Thì cái nước mà nợ nần nhất mà đáng nói ít nhất ấy, thì là nước Nga. Đấy, chúng ta nhớ đây là nợ ít nhất ấy, thì đứng đầu lại là Nga, à, đứng thứ hai là Iran thứ ba là Ả Rập Xê út và thứ tư là các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất bốn cái nước nằm trong khối BRICS đúng không ạ và ba cái nước nằm ở khu vực Trung Đông Đấy. thì nói chung là hai cái ông Ả Rập này là hai cái ông mà chuyên cho người ta vay nợ rồi không nói làm gì đúng không ạ mua nợ ở người khác rồi thế còn ông Iran mấy ông nga thì một là cái đặc thù của nền kinh tế thứ hai là bị bao vây cấm vận cũng không thể nợ nần được nhiều Do đó cũng điều chỉnh cái hành vi không có mua sắm quá đà đúng không ạ? Đấy chúng ta thấy cái uh, hai quốc gia này như vậy, Nga và Iran là rất ít nợ, hai nước Ả Rập này cũng thế, bởi vì ngồi trên đống tiền. Hai nước Nga thì cũng ngồi trên đống tiền đấy, còn chúng ta không biết là bao nhiêu bởi vì họ đang giấu. Iran thì bây giờ không biết là ngồi trên tiền nhiều hay không, chắc là không ngồi trên đô la nhiều nhưng ngồi trên đống dầu, đống vàng đúng không ạ? Và đống các thứ để mà trao đổi với lại thế giới phương Nam thì có thể nói là kinh tế uh, thương mại ở okay, cái 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 tài chính mà không đô la của Iran này cũng không phải dạng vừa. Thì như vậy đây cũng là một chỉ số rất quan trọng đúng không ạ? Bởi vì là um, nó cho thấy một điều rằng người ta không có nợ nần, không có nợ nần thì chúng ta cứ thử tưởng tượng trong một cuộc đời chúng ta mà nó ít nợ nần đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ rất là thanh thản đúng không ạ? Mặc dù là không thành thơi nhưng mà rất thanh thản. Đấy, có nghĩa rằng không thành thơi ý là gì? Nợ ít thì có nghĩa rằng chúng ta cũng không đầu tư vào kinh doanh nhiều đúng không ạ? Còn một cái công ty mà nó nợ nhiều ấy cũng không phải là điều tệ. Thế nhưng cái điều quan trọng ấy là nó nợ nhưng mà nó phải mở rộng được quy mô hoạt động và cái thu nhập của nó phải nhiều hơn nợ. Thế như Mỹ nợ nhiều nhưng mà thu nhập nó lại ít hơn nợ thì và càng ngày nó càng thâm hụt càng nhiều đi, đúng không ạ? Thì như vậy là gì? Hoặc là các nước khác nợ rất nhiều so với GDP. Thế nhưng nó không thành thơi bởi vì cái khoản nợ đấy nó phải quản lý tốt. Đấy, nó phải đầu tư tốt, quản lý tốt Còn nếu không thì nó sẽ cực kỳ là đau đầu, cực kỳ stress. À, cho nên là những ông này là là thanh thản và thảnh thơi, đúng không ạ? tức là uh, không nợ nhiều. thế nhưng mà cũng cơ bản là cũng không, không có lượng đầu tư vào để mà phát triển đa dạng nền kinh tế một cách sâu sắc thì cái này cũng nếu nói về cái kinh tế hiện đại bây giờ thì nếu thuần theo chủ nghĩa tư bản thì tất nhiên nợ càng nhiều càng tốt miễn là quản lý được nợ đúng không ạ thế nhưng bây giờ kinh tế tư bản nó cũng không phải là mô hình để nó chi phối được nữa mà cái nền kinh tế nó đang hoạt động tốt hàng đầu thế giới là trung quốc ấy thì bây giờ nó làm một nền kinh tế tiết kiệm và nó nhấn mạnh vào cái tiêu dùng nội địa Đấy, thế cho nên là cái việc liên quan đến nguồn vốn nó không phải là một cái điều nó quá là quyết định đến cái thị trường của họ nữa, nền kinh tế của họ nữa. Cho nên là nợ ít bây giờ thì tốt hơn rất nhiều so với lại nợ ít ngày xưa và tất nhiên là tốt hơn nhiều so với nợ nhiều. Còn nợ nhiều cũng không phải là tệ như quý vị nhé. Chúng ta nhớ rằng ấy là một công ty mà công ty nó càng hiệu quả thì họ nợ càng nhiều. Bởi vì cái nợ đấy cho phép họ mở rộng cái 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 giới hạn của nguồn vốn. Đúng không ạ? và cắt giảm chi phí vốn vào chi phí sản xuất dẫn tới là cái hiệu quả về chi phí của nó cực kỳ tốt thế nhưng mà nếu không quản lý tốt là rất dễ toang như bây giờ người mỹ có nghĩa là một cái công ty mà có thể nói rằng là đang lũng đoạn trên thị trường đúng không ạ và bây giờ cứ tiếp tục thâm hụt và tiếp tục in nợ ra để mở rộng theo mô hình đa cấp nếu mà cái đa cấp đấy không phát triển được nữa là coi như là tèo rồi trong cái báo cáo này thì uh, tôi thấy là những cái chỉ số kinh tế nó còn nói lên những cái vấn đề chẳng hạn như là những nền kinh tế nớ, lớn nhất sau khi mà trừ đi nợ thì cái dự trữ của họ là còn bao nhiêu. Đấy, thì cũng là quan trọng. Tức là nó nói lên cái chuyện là nợ nợ dòng đấy. Đúng ạ, à, nợ dòng. Thì uh, mình nhật bản tuy là nước nợ nhiều nhưng mà cái tài sản dòng của họ cũng rất lớn. Sau khi trừ đi thì Nhật Bản đứng 394 tỷ đô, đứng sau mỗi Trung Quốc là 800 tỷ đô. Thứ ba, Singapore bé tí nhưng cũng có 261 tỷ đô, rồi đến Thụy Sĩ cũng nan á giống Singapore, đặc biệt là Nga. Nga là một cái nước mà có thể nói bị tấn công như thế nhưng mà sau khi trừ đi các khoản nợ nần rồi là ấy thì còn tài sản dòng của họ tiền mặt dự trữ 437 tỷ đô la nếu không tính các khoản là đóng băng và cuỗm tiền của phương Tây. Còn nếu phương Tây cuỗm đi rồi thì vẫn còn 207 tỷ đô la. Xếp thứ năm Như vậy là uh, Trung Quốc thì... À không, cũng không phải là Trung Quốc. Thực tế ở đây nếu từ trên đến giờ thì tôi thấy là Nga xuất hiện nhiều nhất um, trong danh sách này. Đặc biệt là bởi vì trong cái chuyện đợ lần họ ít nhất. Cho nên họ đã xuất hiện liền ở trong hai cái bảng này. Chỉ có mỗi họ không có ở trên bảng đầu tiên là liên quan tới các nước bé tí, đúng không ạ? thì có cái có cái gì nhỉ? có cái thu nhập đầu người cao nhất. đấy. Thế còn lại là nga xuất hiện trên tất cả các bảng từ trên xuống dưới nhé. Còn cái bảng cuối cùng này là những nền kinh tế đứng đầu thế giới về việc là mở rộng nguồn vốn trên thị trường toàn cầu. có nghĩa rằng là phát hành nợ nhiều nhất. đấy. thì phát hành nợ nhiều nhất thì chúng ta sẽ thấy là nó ngược lại với nga, đúng không ạ? Và ngược lại với Nga thì nó là Mỹ rồi. Mỹ chiếm 21% thị trường trái phiếu toàn cầu. Trung Quốc 6% đứng thứ hai Nhật Bản 5,5% ngay sau Trung Quốc một tẹo. Pháp cũng thế và Anh cũng vậy, cũng 5%. Có nghĩa rằng các nước uh, Trung Quốc và Mỹ là hai nước uh, nợ nhiều, đúng không ạ? và Mỹ thì chiếm tới 1 phần 5 so với toàn thể thế giới Trung Quốc chiếm 6% còn lại thì ba nước kia toàn hơn 5% Như vậy có thể cho thấy rằng cái nền kinh tế của Mỹ phụ thuộc rất nhiều vào các nguồn vốn trên toàn cầu Đúng không ạ? Còn lại ba nước kia thì là Nhật, Anh, Pháp Đấy cũng là những cái nước mà phụ thuộc rất nhiều Cũng gần giống như Trung Quốc Thì nhìn chung là các nền kinh tế tư bản chúng ta đều thấy thế còn đáng lưu ý là Trung Quốc mặc dù nền kinh tế của họ tiếp cận với lại cửa trên ở Mỹ nhưng mà cái cái phát hành nợ của do ra toàn cầu nó chỉ ngang ngang với lại Anh với lại Nhật Pháp mà thôi. Thì như vậy là cái xu hướng của Trung Quốc nó không phải là xu hướng bán nợ đúng không ạ? Nó không mặc dù nó hơn mấy ông kia nhưng mà hơn một tí tẹo thôi còn thua xa Mỹ. Thì điều đấy nó cũng nói rất, rất nhiều điều đúng không? Nó nói lên là cái mô hình của kinh tế của Trung Quốc là nó 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 không quá phụ thuộc vào cái chuyện nợ nần. Và thứ hai nữa là kịch Mỹ, đúng không ạ? Nó dã man, chiếm 21% thị trường trái phiếu toàn cầu. Mà đây là ngoài nước Mỹ, quý vị nhé. Ý tôi nói toàn cầu ở đây có nghĩa là kiểu như hải ngoại đấy. Đấy, thì đúng ra như vậy. Không tính ở trong nước Mỹ. Còn tính ở trong nước Mỹ nữa thì còn lớn nữa. Và trong danh sách nợ này thì tất nhiên là không có Nga rồi. Đấy, thế thì uh, chúng ta có thể thấy là uh, trong toàn bộ các danh sách này thì uh, chúng ta thấy Nga... À, không nằm trong cái chỉ số uh, tích cực Đó là chỉ số của những cái nước bé tí nhưng thu nhập cao Thì thôi cái đấy bỏ qua gần như không nói đến cái đó Bởi vì nó không nói lên điều gì cả đúng không ạ Thế còn bắt đầu từ nền kinh tế mạnh nhất thì có Nga này à, Lớn nhất có Nga này à, Ít nợ nhất có Nga này Ít nợ nhất và bền bỉ nhất là có Nga này Và nền kinh tế um, tài sản dòng uh, cũng là có Nga này còn lại thì nợ nhiều nhất thì không có Nga à đúng không ạ? Thì cái nợ thì nó cũng là một cái tiêu cực mà. Cho nên là không có Nga. Như vậy là Nga xuất hiện trong 4 trên 5 cái bảng ừ, trong đó thì bốn cái là bốn cái tiêu cực, chỉ có một cái ừ, tích cực còn một cái tiêu cực thì không có Nga. Còn lại thì vâng, vâng chỉ có Nga thì tôi đáng nói thôi, còn lại các nước khác thì chả có gì đáng nói cả bởi vì ví dụ như là à, lớn nhất thì có Trung Quốc, Mỹ lúc nào cũng thế rồi, mạnh nhất thì lúc nào cũng có Mỹ và Trung Quốc rồi. Và không có gì đang nói và nợ nhiều nhất thì lúc nào cũng có Mỹ và Trung Quốc rồi đúng không ạ Đấy. rồi trong tài sản ròng thì không có Mỹ tức là tài sản net không có Mỹ thì như vậy là câu chuyện nga có mặt trong hầu hết các cái chỉ tiêu phát triển kinh tế tích cực còn Mỹ thì có mặt trong hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế tiêu cực có hầu hết luôn có trong tất cả luôn vâng đấy là cái mà chúng ta rút ra đúng không ạ chúng ta rút ra cái đó thì um, tuy nhiên cái, cái vấn đề nợ nần như tôi nói rồi nó là con dao hai lưỡi đúng không ạ cũng không phải là ít là tốt nhưng mà cũng không phải nợ nhiều tất nhiên là tệ rồi nhưng mà không phải là cứ nợ ít đều là tốt vậy thì nếu nói vào đây chúng ta tính cả cái yếu tố liên quan tới việc là nợ ấy, thì chúng ta thấy là những ứng cử viên xuất hiện nhiều trong danh sách này đó luôn là các quốc gia nhật À, quốc gia Mỹ Trung và Nga rồi sau đó đến Nhật đúng không ạ đấy đến Nhật rồi sau đó là vâng Đức thì có vài cái như vậy là bốn cái quốc gia đó thường xuyên xuất hiện ở trên danh sách này như vậy là đó là bốn quốc gia có thể nói rằng là top 4 còn top 5 thì có thể có ứng cử viên đó là Đức Pháp Anh nhưng mà nếu Đức Pháp Anh thì chúng ta sẽ chọn nước Đức đúng không ạ Đấy, thì đó chính là những cái mà nó khá là liên quan tới cái bảng xếp hạng ở trên đây. Chỉ có mỗi cái Ấn Độ thôi. Đấy, thế thì Ấn Độ xuất hiện trong danh sách của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đấy, nhưng mà chỉ là lớn nhất thôi, bởi vì, nhưng mà bởi vì là cái dân số của Ấn Độ nó quá lớn, đúng không ạ? Lớn nhưng mà nó lại không mạnh. Đấy, cái điều mà nói, ví dụ như là ở đây mình nói là à, ai cao nhất thì Ấn Độ có thể nói là người cao nhất bởi vì đông dân nhất là gần cao nhất nhưng mà GDP cũng cao đúng không ạ nhưng mà cơ bản thì bảo là có khỏe không thì lại không phải là người khỏe thế nhưng nếu mà đưa vào cái yếu tố ảnh hưởng địa chính trị thì có thể nói rằng là trong tương lai Ấn Độ sẽ là một cái người chơi cực kỳ quan trọng bởi vì dân số lớn đang mở rộng và đông như vậy đúng không ạ thì chắc chắn rằng là sẽ trở thành thị trường cực kỳ lớn và có ảnh hưởng quan trọng thì như vậy nếu đưa Ấn Độ vào thì chúng ta sẽ đá người Đức ra khỏi cái bảng này và sẽ đưa top 5 là Mỹ, Trung, uh, Ấn Độ, Nhật, Nga đúng không ạ? Đấy còn nếu 6 thì thêm Đức. Đấy và nếu tính 6 như này thì chúng ta cũng sẽ thấy nó là 6 cái nền kinh tế đang đứng đầu của cái GDP theo sức mua ngang giá. Vâng, đó là top 6. Đấy mà chúng ta nói mà thực ra thì chúng ta cũng đã vâng câu này nhanh này à, tại sao chính phủ mỹ thừa nhận là họ có mặt trái phép ở trên lãnh thổ của syri và không được sự cho phép của liên hợp quốc và chính phủ syri mà họ vẫn tiếp tục ở trên chiếm đóng lãnh thổ này và chúng ta nhớ là à, bản thân donald trump đúng không ạ donald trump đã nói về syri là gì là à, phải giữ lấy các giếng dầu À, chúng ta nhớ không ạ? Tôi không nhớ cái lời ông nói cụ thể nhưng mà chúng ta nhớ mang máng cái ý nó là như vậy và cái cái cái, cái giọng điệu của ông là như vậy, đúng không ạ? Hãy nhớ tới những giếng dầu. Đấy, rồi sau đó thì cách đây khoảng độ một năm, ông tận cựu tổng tham mưu trưởng Mark Milley của Mỹ sang dạo một vòng quanh Syria. Nhìn thấy cơ ngơi căn cứ quân sự giếng dầu gọi là san sát. Hàng ngày người Mỹ cứ bơm khoảng 66.000 thùng dầu tiến ra biên giới đúng không ạ ông ấy đã thốt lên rằng là thật là một cơ ngơi và rất xứng đáng để chúng ta ở lại đúng không ạ thực tế là phải nội ra rất xứng đáng để chúng ta tiếp tục ăn cướp dầu của nhà người ta Vâng thế thì uh, qua đó chúng ta có thể thấy là chúng tôi sẽ liệt kê tất nhiên là tôi sẽ không thể liệt kê hết được Mì quý vị có thể góp ý chúng tôi những ý kiến của mình thứ nhất ấy, chúng ta có thể thấy xuất phát từ cái quan điểm bây giờ chúng ta thấy là syri nếu như chính phủ syri mà tiếp cận được những cái kho dầu những cái mỏ dầu ở cái vùng mỹ đang chiếm đóng vốn là cái vùng giàu có nhất năng lượng ở trên đất nước thì syri sẽ trở thành một đất nước rất nhiều dầu và như vậy họ sẽ trở thành một quốc gia giàu mạnh đúng ạ cứ mình cứ nói nôm na như vậy đi rất giàu mạnh không kém gì các quốc gia khác ở trong khu vực nhất là bây giờ được hậu thuẫn bởi vì anh uh, ở về nga trung nữa thì có nghĩa rằng những giếng dầu đó sẽ rơi vào tay nga rơi vào tay trung rơi vào tay đối thủ của mỹ và kẻ thù của mỹ cũng là syri luôn và iran nữa đúng không ạ và bây giờ là cả khối ả rập thì như vậy chúng ta thấy rằng là thêm một cái đất nước nữa những cái nguồn dự trữ dầu rơi vào tay kẻ thù à, đó là một điều rất khó để chấp nhận đối với mỹ như vậy thì nhiệm vụ đầu tiên chúng ta thấy đó là việc là cản trở chính phủ Mỹ không thể tiếp cận được với lại kho dầu của mình. Thứ hai, thì nói gì thì nói người Mỹ vẫn tiếp tục đưa những đoàn xe chở dầu mình ra biên giới, đúng không ạ? Và cả những cái đoàn lương thực của Syria nữa. Thì như vậy rõ ràng là họ ở đấy để họ chiếm đóng để họ sơ múi dầu và lương thực của đất nước người ta đúng ạ đấy là một cái điều chúng ta nhìn thấy rất rõ cái đấy không cần phải biện hộ nhiều mình vào ăn cắp người ta chẳng nhẽ mình lại đi mình bảo là ơi đây là không phải tôi ăn cắp đâu mà đây là chẳng qua là cái sở thích của tôi ấy, là tôi thấy đồ của ai đẹp thì tôi cầm lấy thôi và vì thấy đồ của ông nó đẹp quá cho nên là tôi phải vượt qua tường đào vách rồi chui xuống từ trên mái nhà đúng ạ ông cũng quá đáng thật ai lại để kỹ vậy Tiếp theo thì chúng ta thấy có thể nói rằng một điều là gì? Ở cái vùng ngã ba Iraq, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, nó là một cái nơi nháo sự mà chúng ta biết chỉ riêng liên quan đến mấy ông này thôi thì đã có hàng tỷ cánh quân, đúng không ạ? Nói một tí cho nó hùng biện. Đấy, và có những lực lượng người Kuz, rồi những người, uh, các loại người mình Kurdistan, rồi vân vân đủ kiểu trong đó thì có thổ có đồng minh của ông này là kẻ thù của ông kia rồi đồng minh ông này thì là đồng minh của ông kia rồi kẻ thù của ông này kẻ thù của ông kia và ngược lại quan hệ nó gọi là mình đúng từ nó gọi quan hệ bầy đàn cho nên là cái việc người mỹ đứng ở đó để thứ nhất chấn áp cái kẻ thù của mình và che chở đồng minh của mình để tiếp tục gây ra những cái rối loạn cho kẻ thù của mình là một cái điều đương nhiên đúng không ạ đấy hỗ trợ đồng minh và suy yếu kẻ thù đó là một cái việc mà người mỹ rất muốn làm cho nên là chúng ta thấy đấy là một chuyện đương nhiên rồi còn đi vào chi tiết chúng ta sẽ đọc tên ra thổ nhĩ kỳ người quốc rồi người quốc cũng có mấy người quốc chứ chả phải là một người quốc rồi ở syri thì có một đống cánh quân iraq thì cũng rất nhiều các thế lực đúng không ạ rồi lại là một cái trái tim ở chung quanh cái vùng rất nhiều những cái sự hỗn mang như vậy cho nên là người mỹ ở trong đây là chuyện đương nhiên thôi và cuối cùng Chúng ta thấy rằng là có một điểm cực kỳ quan trọng là nếu như người excel bảo Mỹ rằng ông không được phép rút, ông phải đứng đấy để ông chấn thủ cho tôi Iran để có gì là à, ông ngăn chặn ở giữa tôi với Iran để Iran không thể làm gì được tôi. Còn nếu không nữa lúc nào tôi với ông mà thích thì múc Iran, nó không trở tay không kịp đúng không ạ? Đấy thì đây là lý do rất quan trọng bởi vì đó là người Do Thái, Mỹ không dám cãi lại đúng không ạ? Ý tôi nói rằng là các cái uh, nhóm vận động hành lang rất dễ để cho Quốc hội Mỹ đúng không ạ không thông qua cái điều luật để rút lui. Còn người ta đã từng đưa ra quốc hội rồi và chỉ nhận được một phần ba sự ủng hộ thôi. Đấy có nghĩa là đưa ra có nghĩa đó là một cái vấn đề quan trọng đúng không ạ, đáng để cân nhắc. Thế nhưng chỉ nhận được một phần ba. Và như vậy là bốn cái lý do chính rồi. Còn mình không cần biết lý do khác, mình chỉ thấy rằng là À, trước sau gì đây thì cũng sẽ có đánh nhau ví dụ như là cuộc xung đột trung đông đúng không ạ thì người mỹ phải đứng đây để mà che chắn bảo vệ cho đồng minh của họ đấy rồi mà bảo vệ cái đồng minh của họ rồi tiếp tục cuộc chiến hỗn loạn sẽ xảy ra đây và người mỹ là người sống trên chiến tranh và hỗn loạn thì người ta phải có một cái căn cứ địa một cái văn phòng đại diện ở thị trường của mình chứ còn gì nữa đúng không, quý vị Đấy, cái câu chuyện là ở châu Âu thì họ có văn phòng của NATO Thì ở đây họ có cái khu vực này thôi để quản lý, để xem, để vui Để làm gì đó, đại khái là phải có mặt trong phòng Chứ còn không chẳng nhẽ ai lấy ai để báo cáo Thì như vậy đây cũng là một yếu tố rất quan trọng Thế nhưng mà nó không có trực tiếp mà Còn chúng ta còn chúng ta cũng biết một điều rằng Nhiệm vụ của Mỹ là phải làm cho châu Âu suy yếu Và phải làm cho Trung Đông hỗn loạn như vậy thì cả hai nơi này họ phải có cái căn cứ đúng không ạ để mà họ quản lý được cái điều đó và chúng ta cũng biết là căn cứ của Mỹ thời gian vừa rồi tấn công vào và và vào, vào Syria còn gì đúng không ạ rồi Iran Iraq còn gì đấy cái vụ đợt cách đây còn vài tháng đây và và như vậy chúng ta thấy còn lại một cái nữa thì chúng ta có thể thấy là đây là một cái vùng nó quá ngon đúng không ạ và là trái tim của thế giới thì không thể không có mặt được. Đơn giản như vậy thôi. Là vùng đắc địa cho nên là bắt buộc ông phải có văn phòng đúng không ạ? Là phải có trụ sở. Đấy còn làm gì không thì chúng ta không biết. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo và chúc quý vị một đêm ngon giấc.